Thưa quý vị, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, gieo thêm những hạt sống của lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Ngày hôm qua, ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi được tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến, mở màn cho chiến dịch Chủ nhật đỏ năm 2024 trên toàn quốc. Rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa của chương trình được lan tỏa, truyền đi thông điệp tích cực của phong trào hiến máu tình nguyện. Hạnh phúc khi được sẻ chia, khi biết mình đã làm một điều có ích cho cộng đồng. Khi biết rằng, đâu đó trên đất nước này, trên thế gian này, dòng máu của mình đã, đang và sẽ được hòa chung làm một, giúp các bệnh nhân khi họ đang cần. Đây là những dòng chia sẻ của một tình nguyện viên tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật đỏ. Hạnh phúc, tự hào, có lẽ là cảm giác chung của tất cả mọi người khi được trao gửi những giọt máu quý giá. Bản thân mình cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc vì có thể hiến được những giọt máu của mình để cứu những người thiếu máu. Mình tham gia từ thời sinh viên năm 2009. Lúc đó được các bạn vận động hiến máu. Từ đó tới nay, mình tham gia đều đặn. Đợt dịch 2020-2021 vừa qua, mình cũng tổ chức anh em trong cơ quan đi hiến máu trong đợt dịch cao điểm. Hiến máu có thể cứu sống được nhiều người. Đó là nghĩa cử cao đẹp. Chủ nhật đỏ đã tổ chức 15 năm liên tiếp và đã trở thành một phong trào hiến máu tình nguyện có uy tín và có sự lan tỏa trong xã hội. Hiến máu không làm bạn mất đi gì, nhưng nó có thể mang lại một cuộc sống mới cho người khác. Tôi cảm thấy thật vui khi có thể làm một việc tốt dù là nhỏ thôi. Sự sống là quý giá và mỗi giọt máu bạn hiến có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác. Xuất phát đầu năm 2009, từ một điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu, đến nay, Ngày hội Hiến máu Chủ nhật đỏ với thông điệp Sinh mệnh của bạn và tôi đã thực sự trở thành một phong trào, một chuỗi ngày hội được tổ chức tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước với hàng trăm điểm hiến máu, tiếp nhận khoảng 45.000 đến 50.000 đơn vị máu mỗi năm. Theo cư dân mạng, hiến máu chính là hành trình yêu thương nơi mỗi người, dù là nam hay nữ, ở nhiều độ tuổi khác nhau đều có thể chia sẻ sự sống, thắp lên ước mơ, niềm hy vọng cho người khác. Hiến máu là cách tuyệt vời để lan tỏa tình yêu thương, cho đi là cách tốt nhất để nhận lại niềm hạnh phúc. Hiến máu là một hành trình nơi mỗi chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội đồng lòng, đoàn kết và đẹp đẽ hơn. Tôi đã từng được những giọt máu quý giá của các bạn tình nguyện viên cứu sống trong một lần tai nạn giao thông. Ai đã từng trải qua những lúc nguy nan giữa cái sống và cái chết mới thấu hiểu sự quý giá của từng giọt máu. Cảm ơn các bạn, những con người có tấm lòng vàng. Một ngày hiến máu, một ngày đọng lại trong tim nhiều hơn yêu thương. Hãy cùng chung tay gieo hạnh phúc và lan tỏa sự sống. Rất nhiều những dòng cảm xúc đã được các bạn trẻ chia sẻ trong cuộc đời chúng ta, có thể cho đi nhiều thứ, nhưng hành động nhân văn nhất chính là khi bạn chia cánh tay của mình ra để chia sẻ từ huyết quản dòng máu của mình cho đồng bào, đồng chí, để hồi phục sức khỏe, giữ lại sinh mạng. Cư dân mạng mong muốn tinh thần hiến máu tình nguyện sẽ lan tỏa là hoạt động thường xuyên trong cộng đồng, chứ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ chiến dịch. Mỗi giọt máu hiến tặng, một mạng sống được cứu, cùng tham gia hiến máu nhân đạo và trở thành người hùng thầm lặng trong cuộc sống. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ giọt máu ấm áp và cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Tình người không phân biệt màu da, ngôn ngữ hay quốc tịch. Một giọt máu hiến tặng, một tình yêu thương vượt biên giới. Hiến máu hôm nay, sức khỏe ngày mai. Máu đỏ, máu ban, màu xanh, hy vọng. Hiện nay cả nước có 3 phong trào hiến máu tình nguyện chính, gồm lễ hội Xuân Hồng diễn ra vào tháng 3 hàng năm, thứ hai là hành trình đỏ và thứ ba là ngày hội Chủ nhật đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Cả 3 phong trào đang góp phần tích cực mang lại nguồn máu hiến cho cộng đồng. Cộng đồng mạng kêu gọi mọi người hãy chung tay hiến máu để cùng nhau sưởi ấm trái tim. Còn bạn đã sẵn sàng để tham gia phong trào hiến máu tình nguyện? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình Công an.